this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người trở lại với kênh Container Vlog. Thì hôm nay em trở lại với một clip là giới thiệu xe Mark IV 2022 giường màu xanh lá ngọc rất là đẹp. Thì xe này là công suất động cơ của nó là 450 HP. Con này mà chạy cảng với lại chạy Bắc Nam là số 1. Xe rất là đẹp. Thì xe này là xe cũ đã qua sử dụng rồi ạ. Như chúng ta có thể thấy ở đây là mặt la răng còn rất là mới. Không bị trầy xước, không bị gì hết. La răng còn rất là đẹp, bóng lưỡng. Tổng quan về màu sơn xe này là chưa va đụng va đập. Không thấy ngã, không va đụng va đập. Hồ sơ là chính chủ, xe đang chạy. Cản trước, đây là cản trước. Không có bất kỳ một cái dấu hiệu của cái việc va quẹt. Cản rất là đẹp. Kính này là kính của xe thì cũng còn rất là mới đây. Xe này là do Hoàng Huy International nhập khẩu về Việt Nam. Cụm đèn là vẫn là đèn halogen của xe Mark IV hai bên. Nhưng mà xe này là cũ đã qua sử dụng nhưng mà hiện trạng còn rất là đẹp, còn như mới, xe chính chủ chạy rất là dưỡng xe. Đấy, tổng quan xe rất là đẹp ạ. Thì đây là xe Mark IV, xe International 2012, động cơ Mark IV, dòng là dòng Barosta. Dòng này là về kết cấu và ngoại hình của nó đẹp hơn so với bản thường. Ốp lường hai khúc. Đấy, màu sơn nhìn rất là bóng, rất là đẹp. Đấy. Xe này là đang chạy nha quý vị. Đây, xe của Hoàng Huy nhập khẩu về. Vỏ lốp thì còn cũng khoảng là 70-80%. Đây, vỏ lốp đây. Xe này nếu mà khi mà mua mà khác tỉnh á, thì bên em sẽ là rút hồ sơ, báo rút hồ sơ. Các bác về chỉ cần nhập thôi. Dạng lốp sau cũng còn rất là đẹp. Thì bên em là Diệu. Thì các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em qua số điện thoại là 093 116 6636. Thì em là chuyên mua bán xe đầu kéo cũ đã qua sử dụng, là các dòng như là xe đầu kéo Mỹ International, xe đầu kéo Footline, rồi kể cả là những cái đầu Trung Quốc, Hovo, Chen Long, Dongfeng, một cầu hai cầu là có đủ hết. Giá rất là tốt so với thị trường, rất là nhiều xe. Đây là Footline 205 đây. Xe rất là đẹp. Footline 205 máy đi chơi. Đối với xe Mark IV 22 hai giường này là chính chủ chạy nên là được bảo dưỡng bảo trì là định kỳ. Điện và dầu nhớt rất là ổn định. Phụ kiện là còn nguyên hết, chắn bùn còn nguyên hết, chắn bùn trước sau còn nguyên hết. Bây giờ mình sẽ lên trên nội thất để mình xem nó có gì nha. Đây. Thì ở đây thì khối lượng bản thân là 8,5 tấn, còn chuyên chở là 19 tấn, 14 tấn, gần 15 tấn, còn tổng tải là gần 40 tấn này, 36 tấn này. Mọi thứ Barosta thì mọi thứ cũng rất là đẹp, kể cả tay cầm. Về cửa xe là đóng cửa rất là khít, không va đụng va đập, đóng cửa êm như xe du lịch, rất là êm, rất là êm.
Xe chính chủ dày này là về cái việc sạch sẽ với bảo trì bảo dưỡng là rất là kỹ, nên xe còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Này ghế là ghế bên tài, là ghế hơi nha, ghế hơi trên điện, ghế hơi đây, trên lên xuống đây. Ở đây chúng ta có thể thấy là năm sản xuất là đây tháng 4, là do Mexico, nhập khẩu là do Hoàng Vy, dòng là dòng Brosta cộng. Về ghế thì hai bên đều là ghế hơi hết, ghế chuẩn của Brosta, ghế chuẩn Brosta, ghế còn rất là mới. Còn về tắp lô này, xe này là chạy tầm khoảng là gần 500.000 km, hoạt động là tầm khoảng là 3.000 giờ. Xe là hệ thống điện, hệ thống điều hòa là còn nguyên hết, còn rất là hoạt động bình thường hết. Thì cả radio, tắp lô còn rất là cứng, không rơ, còn cứng nhắc hết, rơ, cứng nhắc hết. Xe cũ đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng còn rất là tốt. Thì đây là xe Mark IV International, dòng 2 giường. Đây, chuyên thích hợp cho các bác mà chạy xe đường dài, chạy Bắc Nam, rất là thích hợp. Hệ thống quạt gió ở 2 giường hoạt động bình thường. Các tủ là còn nguyên hết. Đây, các tủ đây. Còn những cái phụ kiện phụ tùng như là tủ lạnh này nọ đó thì có xe không. Thì bởi vì xe cũ đã qua sử dụng thì mình cũng hên xui thôi. Đây, tủ đồ có rất là nhiều tủ nha, hai tủ đồ hai bên. Kể cả là phía trên này nguyên một dàn tủ để mình có thể chứa đồ thoải mái cho các bác tài khi mà di chuyển xa. Giường là giường gốc bình thường, sàn rất là cứng, sàn bảo trì bảo dưỡng rất là cứng. Đây là nguyên dàn tốp lô, vệ sinh rất sạch sẽ. Hệ thống điện là còn hoạt động là bình thường hết. Xe Mark IV 2012 2 giường, tầm nhìn bao quát. Đối với xe Mark IV 2012 thì xe này là rất là đẹp, phụ tùng phụ kiện là còn nguyên hết, rèm cửa thảm còn nguyên hết. Bây giờ em sẽ xuống quay cái lốc máy cho mọi người xem nha. Rồi, xe Mark IV 2012 2 giường của International thì dùng lốc máy là máy Mark IV 450 HP, dung tích xi lanh là 12.7 lít. Thì đầu tiên là cái về mặt cabo, thì mặt cabo là dùng ti trợ lực nên là lên xuống rất là êm ái. Thành tốp lô là không có dấu hiệu của cái việc nứt vỡ và đập hoặc là sơn lại, thành riêng của nó. Xe cũng rất là cứng, rất là đẹp. Đây là lốc máy Mark IV. Như ở đây chúng ta có thể thấy là sản xuất là năm 2012, máy 12.7 lít của Mark IV 13, máy Mark IV 13, công suất là 450. Thì riêng lốc máy này là được bảo trì bảo dưỡng định kỳ, đây là không có bị những cái tình trạng như là nước pha nhớt hay là xương hàn ống hơi. Xe còn rất là đẹp, quạt gió ly tâm là không có bị hư hoặc là bình thường. Vâng, thì vừa rồi em đã là giới thiệu và đánh giá tổng quan xe Mark IV 2012 2 giường.
thì các bác để mà muốn đến để đánh giá chi tiết hay là muốn đến tham khảo thì xe hiện tại là đang ở chỗ gần cầu Đồng Nai, khu vực miền Nam, thì hãy liên hệ em qua số điện thoại là 093 116 6636. Em tên là Diệu, thì em sẽ hỗ trợ các bác đến để mà xem xe trực tiếp cũng như là cung cấp giấy tờ để mình kiểm tra. Xe đây cũng rất là đẹp, màu sơn màu lục mà lục ngọc đây, rất là đẹp. Xe hiện trạng là đánh giá là khoảng là 70-80%. Xe cũ đã qua sử dụng nhưng mà hiện trạng là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.